Tinh thần lực lượng của người mạnh như vậy, ngân quang lập lòe trong mắt của Mỹ công tử bắn về phía Đường Tam. Lập tức thì Đường Tam cảm nhận được một lực lượng đảo trúng kịch kia tinh thần của mình. Ánh mắt của hắn nhìn Mỹ công tử chăm chú, tinh thần lực lượng nội liễm. Ông một tiếng, sóng tinh thần cuồn cuộn làm cho Mỹ công tử cảm thấy hoa mắt, chỉ cảm thấy trùng kích của mình bị bắn ngược lại. Nàng không khỏi kinh hồn một tiếng, tinh thần chi hải bị đả kích làm cho nàng hoảng hốt, thân thể theo bản năng lùi lại phía sau. Cẩn thận, Đường Tam nhoáng cái đã đến bên người của nàng, một phát bắt được cánh tay của nàng. Cánh tay của nàng khá nhỏ và vô cùng mềm mại, có vết xe đổ từ trước. Sau khi giúp nàng ổn định lại thân thể, hắn lập tức buông lỏng tay. Mỹ tỷ, người không sao chứ? Cửu giai tinh thần lực, Mỹ công tử giật mình nhìn hắn. Phải biết rằng Khổng Tước yêu tộc là chủng tộc vô cùng coi trọng việc tu luyện tinh thần lực. Nàng có tu vi thất giai, nhưng tinh thần lực lượng đã đạt đến bát giai. Tuy vậy khi mà nàng công kích, Đường Tam liền bị bắn ngược lại, có hiệu quả phản vệ. Tuy rằng không mạnh nhưng đã chứng minh rằng tinh thần lực của Đường Tam ở phía trên nàng, vậy chỉ có thể là cửu giai. Hơn nữa vì không muốn tổn thương mình, hắn rõ ràng có chỗ thủ liễm. Tu vi lục gia đỉnh phong, cửu gia tinh thần lực, đây quả thực là quái vật. Có được cửu gia tinh thần lực thì đánh chết bát giai cự nga ma hạt là chuyện có thể hiểu được. Với kiến thức và ưu thế huyết mạch của Mỹ công tử, nàng có cái nhìn tổng quan hơn nhiều so với các yêu quái khác. Do đó thì nàng hiểu rõ tinh thần lực lượng cường đại có tác dụng lớn cỡ nào. Nàng có thể đánh tan cường giả bát giai, chưa ưu thế huyết mạch, còn bởi vì tinh thần lực lượng đủ mạnh nên có thể triển khai tốt huyết mạch chi lực. Điểm trọng yếu hơn là hắn mới bao tuổi, còn nhỏ hơn mình mà lại có thiên phú như vậy. Đáng tiếc duy nhất là phương diện huyết mạch hơi yếu, phong hổ biến cũng không được tính là huyết mạch cấp 3. Nhìn thấy Mỹ công tử kinh ngạc, Đường Tam nói, ta cũng không biết vì sao lại như vậy, dường như bẩm sinh tinh thần lực lượng của ta đã tương đối mạnh. Đúng, Mỹ công tử gật đầu, nàng biết yêu thần biến thiên kỳ bạch quái, tình huống nào cũng có thể xuất hiện, bản thân của nàng cũng là một tồn tại hết sức đặc thù, cho nên thì nàng có thể tiếp nhận lời Đường Tam nói. Mỹ tỷ, người gọi ta ra ngoài có chuyện gì sao? Đường Tam hỏi. Nghe xong câu hỏi này của hắn, Mỹ công tử lại trầm mặc, giống như nàng đang suy tư điều gì đó. Đường Tam không khỏi có chút kinh ngạc, hắn có thể cảm thụ được Mỹ công tử đang bối rối, không biết nàng suy tư điều gì, mà tâm tình này mới xuất hiện sau khi thăm dò hắn. Khi mà Mỹ công tử nhìn hắn lần nữa, dường như nàng đã quyết tâm rồi nói, không sao, ngươi trở về đi, ta chỉ muốn nhìn một chút năng lực của ngươi. Đường Tam lông mày cào lại, thật sự không có chuyện gì sao? Nếu như ngươi cần ta làm gì thì cứ việc nói, ta nhất định sẽ cố gắng. Ta nói không có, ngươi đi đi. Âm thanh của Mỹ công tử thoáng đề cao vài phần. Đường Tam nhìn nào thật sâu, nhưng không tiếp tục truy vấn. Qua vài lần tiếp xúc, hắn đã hiểu nàng hơn một chút. So với kiếp trước vô ưu vô lo, ở kiếp này thì nàng mang nhiều trách nhiệm hơn. Điều này cũng khiến cho tính cách của nàng có chỗ biến hóa. Là một làm công kiếu thục, nàng đã quyết định chuyện gì sẽ rất khó thay đổi. Được rồi, vậy ta đi trước. Đường Tam đứng người lên nhưng không vội vã rời đi, hắn nhìn ra được Mỹ công tử đang do dự. Mỹ công tử ngẩng đầu nói với hắn, phong hổ biến tuy không phải là yêu thần biến cường đại, nhưng ta tin tưởng huyết mạch nào cũng có cơ hội trở thành cường giả chân chính. Chỉ cần người tích lũy đầy đủ thì huyết mạch có thể tiến hóa. Người có một tinh thần lực lượng siêu cường bẩm sinh, đây rất có thể là phương hướng tu luyện trong tương lai của người. Tốt, cố gắng tu luyện, cố gắng nên. Ngươi là một thành viên cứu thục, cũng là hy vọng. Cho khi ngươi đột phá thần cấp, ngươi sẽ cần được biết nhiều chuyện hơn. Được rồi, cảm ơn Mỹ tỷ nhắc nhở. Đường Tam gật đầu, trong một thoáng hắn đã hiểu rồi. Mỹ công tử tuy thành thục hơn các đồng bạn, nhưng dù sao nàng vẫn là nữ nhi. Từ lời nói của nàng, hắn có thể đoán được vì sao nàng đổi ý. Chính là do thiên phú của mình. Nàng không muốn mình đi mạo hiểm. Sau khi biết được chuyện này, nàng muốn mình được an toàn, không cần giúp nàng chuyện gì. Tiểu phú, ngươi thật là khờ, với ta có chuyện gì quan trọng hơn ngươi chứ? Nhưng Đường Tam không ở lại, thời điểm này sẽ ở lại không tốt lắm. Huống chi hắn đã sớm đoán được tầm quan trọng của nàng trong tổ chức, cũng biết mục tiêu của nàng là gì. Khi biết thân phận của nàng, khi mà nhìn thấy nàng bị uông ngôn muốn bắt đi, hắn đã sớm có phán đoán này, rất đơn giản, chính là thân phận người thừa kế Khổng Tước yêu tộc. Nàng là con lai, lại đường truyền thừa kế thừa vương vị, chứng tỏ thiên phú của nàng vô cùng xuất chúng. Đây có thể là cơ hội duy nhất của cứu thục, mà Khổng Tước yêu tộc nắm trong tay toàn bộ thành Gia Lý, là một trong các chủ thành. Toàn bộ yêu tinh đại lục chỉ có hơn 10 chủ thành. Nếu Mỹ công tử có thể thống trị Khổng Tước yêu tộc, trở thành Khổng Tước yêu vương đời sau, đối với cứu thục mà nói tuyệt đối là sự kiện trọng đại. Cho nên tất cả việc nàng làm là lúc này đều là chuẩn bị cho việc kế thừa vương vị. Trong quá trình này quả thường có rất nhiều khó
khăn. Trong Khổng Thức yêu tộc nhất định có người cực lực lượng phản đối, ngoài ra còn có Cố Tổ Đình, thậm chí là quý tộc bên trong thành Gia Lý, Lang Cố, huyết mạch nhân loại, muốn thừa kế vương vị là chuyện vô cùng khó khăn. Về suy tư cũng biến mất trong mắt của Mỹ công tử, nàng cũng đứng lên, nói với Đường Tam, một thời gian tiếp theo trong thành Gia Lý sẽ có nhiều chuyện phát sinh, thậm chí có một chút không yên ổn, ngươi không cần biết rõ quá nhiều, làm việc bình thường, không có chuyện gì thì ở trong học viện tu luyện, không nên vào thành, càng không được đi ra ngoài thành, hiểu chưa? Có chuyện gì sao? Đường Tam hỏi. Mỹ công tử lắc đầu nói, ngươi không cần biết mà biết đối với ngươi cũng không có ý nghĩa gì. Ngươi phải nhớ kỹ lời của ta nói, cứ như vậy mà làm sẽ có một ngày ngươi sẽ tự hiểu, đi thôi. Vừa nói thì nàng vừa phất phất tay với hắn. Ồ, Đường Tam gật đầu, nhìn lại dung nhan tuyệt mỹ một lần nữa. Mỹ tỷ, bất cứ lúc nào ngươi cũng có thể tìm ta chờ ngươi. Nói xong câu đó, Đường Tam mới quay người rời đi. Đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn, ánh mắt của Mỹ công tử ấm áp hơn vài phần, biểu tình cũng nhu hòa hơn, giống như nàng đã tháo lớp mặt nạ xuống. Nàng ngồi xuống vị trí lúc trước, đối với Đường Tam nàng có cảm giác rất đặc thù, mà hiện tại thì trong đầu của nàng không ngừng hiện lên trên những lần gặp gỡ trước đó. Lần đầu nhìn thấy hắn, nàng còn nhớ rõ ánh mắt của Đường Tam nhìn nàng. Khi đó Đường Tam còn nhỏ yếu, vẫn chỉ là một đứa bé, nhưng ánh mắt của hắn rất phức tạp, để lộ ra vô số tâm tư. Về sau mỗi lần gặp nhau lại càng thêm khắc sâu, không biết vì sao nàng không có phòng bị với hắn, mà tốc độ phát triển của hắn cũng vượt xa dự liệu của nàng. Ngày đó nhìn Đường Tam đối chiến với cựu Ngao Ma Hạt, nàng cũng có phán đoán nhưng mà không thật sự xác định, bởi vì cựu Ngao Ma Hạt là bát giai yêu thú, hắn làm sao có thể. Nhưng sự thật đã chứng minh, hắn làm được, hắn đã phát triển đến mức có thể đánh chết cường giả bát dài. Điều này đã làm Mỹ công tử động tâm, sau khi suy nghĩ cẩn thận mới muốn hắn giúp đỡ mình. Nhưng mà hôm nay nàng đã từ bỏ quyết định đó, không phải bởi vì thực lực của Đường Tam, không phải bởi vì kiểu giai tinh thần lực, mà là trong lòng của nàng có một suy nghĩ, nàng muốn hắn mạo hiểm. Đúng vậy, chỉ là suy nghĩ này không ngừng xuất hiện trong nàng, không muốn hắn mạo hiểm, dường như việc hắn mạo hiểm sẽ làm cho nàng phi thường bất an, cho nên nàng mới đổi ý. Đường Tam, người suốt cuộc có chuyện gì? Mỹ công tử thầm nghĩ. Ra khỏi tiệm cơm, Đường Tam đứng bên ngoài trong chốc lát quan sát xung quanh. Mỹ công tử nhất định có chuyện gì đó muốn làm, nàng không cho mình hỗ trợ chẳng lẽ cứ thế bỏ đi? Đương nhiên là không thể. Nếu quét dọn tiểu đường không được, vậy thì đổi thành tu la đi. Đi vào trong một hẻm tối, không lâu sau, Đường Tam đã đổi một bộ đồ mới, mang mặt nạ, dùng huyền thiên công cải biến thân thể thành tu la. Sau nhiều ngày, tu la lại xuất hiện. Ở trong một góc tối có thể quan sát tình hiệu tiệm cơm, khóe miệng của Đường Tam có chút cong lên. Kỳ thân dùng thân phận tu la sẽ dễ dàng hơn một chút, bởi vì có thể thoải mái phát huy ra năng lực của hắn, không dùng phòng hổ biến là được. Dù nàng muốn làm gì, Đường Tam nhất định sẽ giúp đỡ nàng. Việc nàng làm nhất định có nguy hiểm, từ hôm nay trở đi hắn sẽ tận khả năng thủ hộ nàng. Gần đây thì Đường Tam đã tu luyện đến bình cảnh, phải chờ các đồng bạn tăng lên thì hắn mới tiến vào. Bản thân của hắn cũng không nóng lòng, huống chi chuyện gì cũng không quan trọng bằng bảo hộ Mỹ công tử. Chờ một lúc thì Mỹ công tử đi ra ngoài tiệm cơm, trông nàng vẫn như bình thường, không có biến hóa gì. Nàng đi dọc theo con đường tiến về phía trước. Đường Tam đi theo nàng giữa một khoảng cách xa đủ. Thực lực của Mỹ công tử rất mạnh, nhưng ở phương diện tinh thần lực, hắn cường đại hơn nàng một chút cũng không bị sợ nàng phát hiện. Hai người một trước một sau đi tới. Sau một khắc, Mỹ công tử đột ngột rẽ một cái. Khi mà Đường Tam đuổi tới thì kinh ngạc phát hiện nàng đã biến mất. Nàng biến mất vô dạng vô tung, cũng không rõ nàng đi đâu. Đường Tam không sốt ruột. Khổng Thức Biến có năng lực khống chế không gian, truyền tống cự ly ngắn là một chuyện đơn giản. Lúc này nàng biến mất có nghĩa rằng nàng sắp sửa hành động. Đường Tam ẩn nấm trong một góc tối, lặng yên phóng xuất ra tinh thần lực, cảm thụ không gian chấn động trong không khí. Tinh thần lực lượng mấy lần tăng trưởng trên diện rộng, hơn nữa đường thần thức ôn dưỡng đã làm cho hắn khôi phục sơ bộ năng lực cảm ứng, có cùng cấp độ tinh thần lực, cách hắn vận dụng không giống với các cường giả bình thường. Hơn nữa hắn rất quen thuộc với khí tức của Mỹ công tử. Rất nhanh hắn đã cảm giác được một đám không gian chấn động ở một phương, ngay sau đó lại xuất hiện ở một phương khác. Đường Tam triển khai báo thiểm âm thầm bảm báo. Lúc này thì sắc trời đã tối hẳn, đám không gian như ẩn như hiện kia xuất hiện ở trong nóc nhà này, xong lại nhảy sang nóc nhà khác, mãi cho đến khi nhảy vào trong một đại trạch. Đó là một phủ đệ vô cùng rộng lớn, bên trong mơ hồ là có cơ khí huyết dày đặc chấn động. Đây là phủ đệ của một quý tộc yêu quái tộc, hơn nữa từ diện tích của nó có thể thấy được tên quý tộc này có địa vị không thấp.
Đường Tam nằm bò trên một nóc nhà tương đối cao bởi vì hắn phát hiện không gian chấn động đã dừng lại ở một nửa cách hắn khoảng 100 mét. Đường Tam yên lặng quan sát, lúc này là ban đêm nhưng trong phủ đệ vẫn hết sức náo nhiệt, giống như là chủ nhân đang mở tiệc. Bên nhà chính có rất nhiều âm thanh huyền náo, phục vụ hầu như là phụ thuộc nhân loại. Thông qua tinh thần lực lượng cảm giác, Đường Tam đã phát hiện ra chủ nhân của phủ đệ này là ai rồi. Xuất hiện nhiều nhất ở nơi đây là hùng tộc thân cao chừng hơn 4 mét, hơn nữa đều là một loại chủng tộc. Hùng tộc không có nhiều chi, cường đại nhất chỉ có 4 chi, trong đó một tên quý tộc lâu năm sinh hoạt trong thành Gia Lý. Nhất mạch này được xưng là Kim Cương Hùng, nổi danh với thân thể cường tráng, lực lượng phòng ngự và lực lượng mạnh mẽ. Kim Cương Hùng nhất mạch có năng lực thiên phú là Kim Cương Hộ Thể, khi mà chiến đấu có thể thúc giục khí huyết hóa thành một vòng kim cương bảo hộ toàn thân.